Ngày 25 tháng 5, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi từ phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với việc tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây. Bà Phạm Thu Hằng cho biết, tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng với một số tàu hải cảnh và tàu cá bảo vệ đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, được xác lập theo các quy định của công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại với phía Trung Quốc và triển khai các biện pháp phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cao cấp hai nước, ngay lập tức chấm dứt các hoạt động xâm phạm, rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Cũng như thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Biển Đông, việc Trung Quốc tiếp tục duy trì các hoạt động xâm phạm vùng biển của Việt Nam không chỉ vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, mà còn gây ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh trong khu vực. Việt Nam tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình trên biển và sẽ không chấp nhận bất kỳ hoạt động xâm phạm nào từ bất kỳ bên nào. Việt Nam hy vọng rằng Trung Quốc sẽ lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của Việt Nam, tạo điều kiện để hai nước tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương và giải quyết các tranh chấp theo đúng quy tắc quốc tế và luật pháp quốc tế. Mộng Điệp xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của Biết Việt 81. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau. Like và follow Pay để nhận những tin nóng hổi của Bích Việt 81 nhé!